các bạn ơi, thì hôm nay mình sẽ cho các bạn đi chợ H-Mart. Chợ này là lần đầu tiên Kaylee đi. Hồi bữa đó là chồng của Kaylee với cháu Kaylee đi rồi. Kaylee không có đi là tại vì người của Kaylee nó nhức nguyên ngữ, nó đau quá đi không được. Nhưng mà hôm nay hơi khỏe thì đi ở quay coi trong đây nó bán những gì. Nghe nói nó bán nhiều trái cây mình thích lắm, với lại đồ ăn trong đây cũng nhìn cũng ngon. Khoan tí xíu mua được đôi dép nè, đôi dài chứ. Tại vì hồi lúc bệnh tới giờ cái ngón chân nó bị cong á, không có mang cái gì được hết trơn á, mang dép cũng không được, mang giày cũng không được. Rồi cái mua được cái này mang vô được im chân mà nó dễ mang á. Nó chứ hồi lúc trước toàn là mang vớ không mà đôi chân nghe nhìn nó bị mất lịch sự. Rồi cái mang được cái đôi dép này, chồng nói thôi có bao nhiêu màu mua hết đi, thì tối về nhà nó có 3 màu mua hết 3 màu. Rồi mua thêm cái kiểu nó hơi tựa giống luôn nữa. Ai mà để chiếc xe giữa đường như trời. Đó là tối mua tổng cộng là được 5 đôi, mua thêm 5 đôi. Ghê chưa, 5 đôi ghê chưa. À, mỗi đôi nó sale xuống còn có 100 đô à. Chứ không sale là 145 gì đó. Đó, bây giờ mình đi vô chợ. Bữa nay thời tiết rất là đẹp. Nắng nhưng mà nó không có nóng, tại nó có gió. Đi chợ nhanh về, tại chồng của Thúy thì bữa nay đi làm. Anh dưa hấu có 3 đồng một trái kìa. Dạ, chút ra lấy trái. Xì dạ? Dạ. Dưa hấu có 3 đồng một trái đâu quý vị. Có 2 đồng 99 nguyên trái là nó rẻ hơn Costco nữa. Costco tưởng đâu mua rẻ nguyên trái 5 đồng. Bây giờ trước mắt là trước khi mình đi vô là nó đã có chỗ bán nước, cà phê, uống này kia nọ. Rồi có bán bánh trái đặng nữa nè. Có bán bánh. Hình như bên đây là chỗ gian hàng ăn, gian hàng uống. Hầu như đồ ăn ở đây Nhật với Hàn Quốc. Anh ở đây là Japanese với Korean á. Đồ ăn á. Thấy không? Đó, bên đây thì bán bánh bakery. Bánh nhỏ, bánh mặn có gì cũng có. Ở đây xoài. Ở đây bán đồ trang điểm. Ồ, Hello Kitty một đống luôn kìa. Ủa sao mà nó để chỗ ai coi được ta? Có không anh? Cherry vàng này nè, hồi bữa có mua không? Lấy bịch cherry vàng đi. Không ngon hả? Mẹ thích màu vàng á. Lấy một bịch màu vàng. Trời, trái cây đi, bán nhiều trái cây ngon quá. Ôi, măng cụt kìa, còn 7 đồng. There's like no room in here. Dollar look kind of breeze. These are all like jacked in. It all breathes a little old. Yeah. Okay. This right here. Yeah. Cái hỏi nè. Cái này nó là 6.99 một pound chứ nó phải một bịch anh. Yeah, no, it was $14 last time. Oh, see. Hỏi mua mắc không? Rồi lấy bịch, một bịch cherry bên kia đi. Look at this.
màu vàng đó là cái gì ta? Yellow dragon fruit. Có thanh long màu vàng, có bán dải, có bán chim chơm, dưa hoàng kim, táo, chim chơm của nó không có phát sao phải không? I don't know, I bought it last time. No, anh chưa mua. Yeah, I bought it at Asian market, I guess. This is fresh on it. I don't know how. This one? Uh-huh. Oh, this one. Cái này là trái dại, còn này chôm chôm. Ngồi cái đó đẹp á, màu đỏ đẹp á. Ngon. Phải tháo mắt kính lên cho nó dễ nhìn. Have you want kim? More fruit, right? Oh. Wow, nhỏ gì mà nhỏ nhỏ kìa anh. You want to try it? Thử đi, nhỏ xíu à. Dễ thương. Then em kèm đồ bờ luôn. Em không quay phim nữa anh. Now I have to cut it out. Why? It's funny. Bỏ ra bán nhiều trái cây lắm các bạn. Oh, look the same. Just grab one. Nhiều nó bán dâu tây. Nó bán cái gì ở Việt Nam gọi cái đó là mâm xôi đúng không? Anh lấy một bịch lon của anh cho em đi. This one? Cái dĩ là cái kia không? What? What's what? This one? Oh, this one? Yeah. It's $6.34 for this. Một bịch đó each. Yeah. Cái vàng vàng đó là cái gì ta? This is golden berry, aka gooseberry, tangy, tropical, sweet. Thử không? Nhìn mấy cái. Đưa cho em coi thôi à. Oh, okay. Looks good. It's not bruised or nothing. Yeah. Ngộ quá. Ồ, có măng cầu rồi, mua măng cầu cho mẹ đi. Tự nhiên quá nha. This one? Yeah. This is $11.60. Một trái hả? Yeah, it's hell expensive, yo. $10.52 right here. Wow, sao mắc quá nhỉ? I don't know, that's expensive, yo. Oh. Ở trên nó bán cái gì hả? I don't know, some weird ass fruit. Passion fruit. Oh, passion fruit. You want this one? Cái đó là gì? Passion fruit. Thôi, mom can make passion fruit drink. Ồ, cho em lấy gì lấy một trái. Which one do you want? Màu vàng, thử màu vàng đi, cái màu đỏ đó là ấy. This one? Màu vàng. Do you know how to eat it? This is quince or whatever, I don't know what that is. Can I pass a fruit? No, passion fruit are here. Oh, this is like quince. Quince, oh. Whatever that is, I don't know. Vậy thôi, lấy passion fruit đi. There's only two trays left, so I get this one, right? Yeah. It has a little depth here, but yeah, the rest of them look good. I don't know what this is. Fuyu? I don't know what that is. This. Oh, and this. Không biết có nên mua trái tắc cho má mày không á. Which one? Sao lấy đại một dĩa trái tắc đi được. This one? Nó đó rồi. This one? Yeah. Không quá. She can make juice with it, I guess. Yeah. I'm debating if I should get the... Does she not eat this? This is a cactus, right? This is not sour sauce. No. No, this is not sour sauce. Oh, vậy thôi khỏi đi, tưởng nó sour sauce. No, it's not. It's cherry moya, whatever that is. It's a cactus. Còn cái trái màu xanh đó là gì anh? Tomato. Green. Tomato hả? Yeah, green tomato. Còn nó có kiwi, nó có nhiều quá anh ơi. Không phải. Yeah, sour sauce looks different in this. Let me look at cherry moya. What is that? Mình không có biết quay phim đâu các bạn, nếu như các bạn không thích thì xin lỗi nhé, đừng có. Wait, is that sour sauce? Đừng có trách mình nhé, tại mình bị tạt nữa đó, cái tai run lắm.
ghim dữ lắm luôn, mới quay được thôi. Cái tay rất là run, nắm chặt luôn. Mua cái tay mà quay phim á, nắm hai tay mà đang nắm chặt luôn vậy nè, nó mới đứng một chỗ chứ không nó quơ á. Các bạn chống mặt rồi các bạn nói mình tội nghiệp mình lắm. So they're very similar. Yeah. Anh cái trái nho bự đó, nó trái bự đó, nó cứng không? Anh nghe anh coi nó cứng không? It's regular. Em thích ăn nó cứng cứng. No, it's not super cứng. It's still a little squishy. Thôi mua đại con mình đi, em đang thèm. This one? Uh-huh. Those have big ones in it. Yeah, em thích ăn trái bự. Some of them are bruised though, okay? Yeah, không sao, bỏ thôi. Yeah, you know we got candy grapes from here, right? Really? Yeah, we still got a box left. You want to finish those? Or let Kimberly finish it? That's Kimberly. I don't like that. Okay, don't get this one. Okay. So, this is similar to soursop, except the seeds are bigger and it has less meat in it than soursop. Go ahead. Bên đây là hàng rau hồi nãy giờ các bạn cũng thấy rồi. Cái đào này nè anh, nó cứng hả? Yeah, it's peach though. I thought you liked it, I thought you don't feel squishy. Oh. Nó bán đu đủ nữa nè trời, đu đủ. Wanna go down here? Hả? They're white nectarine, but I think it's squishy too, that's my check. Yeah. Yeah, it's soft. Oh, dragon fruit, it looks so fresh, right? Yeah. Look. It is fresh. Just buy one, is it just cold? One? One cúng. Trái nào đẹp đẹp? Okay, yeah. Just one? Yeah, just one. Mua về cúng. So look okay, you try to get a bigger one. It looks better. Thôi lấy hai trái đi, hai trái. Two? Cô nhà cúng bằng phật, cúng ra đi. Nhìn trái này nó ngon. Should I get Korean pear next time, huh? Yeah, you got hella fruit. Okay, nhiều trái cây à. Mít cũng có luôn. I didn't know Korean eat. What? I know, right? But I heard the regular stuff. Ờ, chỉ là táo, xoài. Ờ, trái này ổi không anh? You want one? Nó có bán ổi kìa. Yeah, $4 a pound. Really? So it's probably like $4 each. Okay, khỏi đi. Dưa hấu, có dưa hấu rồi. Bây giờ nhiều trái cây ha. Yeah. I'll find chili peppers here. Okra. Turmeric. Oh, mommy should go to this market. Yeah, this has more Asian food. Trái cây and vegetable, yeah. Mai mốt chắc mommy đi đây chứ. Bên đây chuối, đu đủ màu xanh. Ô, đậu phộng ở đây nhìn tươi luôn á. Lấy một bịch đi anh. Cho mấy mì nấu. Cái này là còn sống đúng không? Yeah, it's raw. Ok, để mấy mì nấu, nha, một bịch được rồi. Wow, phở nó bán một đống luôn kìa. I know, right? Tàu hũ. Các loại tàu hũ đủ hết. Qua wow, trái cây gì? Ờ, vegetable nhiều quá anh. Cái trái màu xanh bự bự đó là gì hả? Có cà tím. Korean cà tím brown nhỏ. Squash. The squash. Có trái cà pháo. Có mướp, có đủ hết. My mom is super busy. Oh, that's cherry ấy đó. Yeah. Bitter melon right here. That's a big ass bitter melon. Look. Có rau muống. Lấy rau muống anh. Lấy rau muống. Lấy bó rau muống. Which one is that? Về nhau muống cá. This one? Yeah. The morning glory. Mommy đi vô đây chắc mommy thích lắm á.
from? Lấy thêm bình order inside my bình from. No, this one. This one? Uh-huh. Best Buy July 10th. That's two more days. This is July 11th. Here, July 11th. They all look kind of old though. We skip one aisle, but all I see are squash and stuff. Mm-hmm. Nothing interesting. Down a popcorn aisle. Yeah. Nếu mà bịch bắp gan mà mình thích ăn không có chỗ nào bán hết trơn á, chỉ có trên trên hey, this, mình. This bag looks good. Mỗi nhà còn nhiều lắm mà anh ăn cho hết đi. Okay. Oh, we know this little bag yeah. exists here. Nè, cái này là bịch cơm mình thích ăn hồi lúc còn nhỏ tuổi thơ đó. Yeah. Mình bán bự không bán nhỏ. Đây là hàng cheap đủ thứ. Trời anh, giấy đi cầu cũng có Hello Kitty nữa kìa. Bên đây là hàng hàng gì? Hộp gà với sữa đồ. Đây nồi chắc chảo. Có wooden spoon của em không? Tao no, không có. Maybe it has to do. Rồi đi em. You don't want to go out? Mấy cái này đồ ấy nó bán. Okay. They have your shampoo here. Nó bán dầu gội đầu, nó bán dĩa muỗng. Gì cũng có bán hả? That's so cute. Nhà bố muôn cái mà. Wow, nhìn đứa đồ nó bán à. Các bạn quá trời luôn, mì á, quá trời mì luôn, hai hàng. Ôi trời ơi, châu trà mẹ ơi, nhiều quá. Mới ăn món nào bây giờ? Come on. Đúng không anh? Yeah. Nó bán quá trời nhiều, mình biết ăn món nào bây giờ? Yeah. Nó có bán giống như loại làm nấu sẵn không ta? Chứ đâu Việt Nam á, nó bán. Nó bán có loại nấu sẵn. Trời ơi, hàng dưới đây thêm mì nữa đó hả? Dạ, yeah, em bánh tráng vậy. Bánh tráng. Cơm, bánh mì rạp, gạo. Gạo. Wow, mommy should go here. You got this phở. Bánh phở. Trời yeah, ơi, kind, quá trời. All brands. Ba cô gái. Cái gì cũng có hết. Pretty good. Yeah, mai mốt đi là đây đi.
cereal cho con nít ăn. Người lớn cũng được. Chứ đâu hẳn là con nít. Spaghetti. Ừ. Ủa, seaweed, nó có bán seaweed cho em ăn không? Yeah. Is it Doraemon? Seaweed Doraemon? Yeah, lấy cái đó đi. How much is this? Ôi, hai mấy đâu mà. No, no, it's not. I don't know how much it is, but it's not that much. This Coco is Yipacheca. Yamamoto Yama. I don't know what that is. Yeah. It doesn't say Yamamoto Yama on here anyway. No, just do Pacha. How about this one? Tastes like orange honey. That sounds good. I don't know what you're gonna get. There's so many flavors. I've tried grapefruit trước đây, and then my mom. It's a big ass jar, dude. I know. Also hot and. So I gotta pick the one I think I'll drink a lot of. Yeah. I think ginger's good for you. I'll take ginger. Ginger, yeah. Cause we had the hot water thing at home. Just add hot water. You gotta drink. Mix. Hay là mua sushi gói bịch bịch như nè anh ăn. Nó rẻ kìa, có 5 đồng mấy à. Ừ, cái đó đó. Mua cái đó. Baby shark kìa, mua baby shark kìa. Cho Lexi nó ăn. Melon? Yeah, melon. You want to get the big melon? Oh, that's coconut. All right. Còn cái trái này là cái gì? Cái đào hả? Peach hả? Cái này hả? Peach? Yeah, it's peach. Peach. Yeah. You want peach? Yeah, peach. Anything else? Không. Bánh như này gian hàng các loại bánh. Bà con ơi, đi chợ này mê quá đi. Lần đầu tiên tới đây mà thêm cái này mê chết đi được. You don't want crab? Hot shrimp. I thought you've been looking for crab flavored okay, chips, crab, man. Okay, crab. You like? Tại hồi lúc trước mang shrimp nó ngon, cái hiệu này là chỉ có shrimp ngon. Don't get both. Thôi một cái thôi. It's only $2.50. Okay. You get a cool $10. Okay. Trời ơi, thích quá, thích chợ này quá, cái gì cũng có hết. More popcorn. Nè, thêm bắp nè. Nhưng mà nó vẫn không có bán cái hiệu của mình. Kỳ thôi. Nhưng mà nó vẫn không bán cái hiệu mà em ăn. It's okay. Maybe this one tastes even better or the same. Yeah. Hai bên. Two aisles of snacks. I know, thấy chưa? Hai bên nhà hàng toàn màu đỏ ăn chơi không?
the Korean Doritos. Try one. $4. I cost so much. Oh, let me try this so good. There's mochi on the left. Hi, does it have mochi at home? Canned foods and drinks on the right. Ooh, I wonder if they had that orange drink we bought a long time ago. Is that it? What do you mean? I don't know. It looks good though. Oh, it's Mandarin. Tangerine. Yeah, I think it's Mandarin. This is... Sai. I don't know what this is. Mango. Is it mango? Hình mango. Yeah, mango. Trời, cái hình gì mà còn hỏi. Anh nói trên là gì, nó có con heo kìa, trên là gì vậy? Trên đây này, đây nè, đúng hết trơn, con heo. Oh, salt and pepper shaker. Trời ơi, dễ thương ghê. Nó là cái hộp đựng tiêu với lại muối mà làm con heo dễ thương ghê. Probably hurry up because I gotta go to work in an hour and 2 minutes. Yeah, đi xong rồi. You want a big bottle or anything? No, đi xong rồi anh đi vòng vòng hoài hết thời gian. Mai mốt tới đây đi tí. Nó có bán bibimbap không anh? Cứ go bibimbap. Đấy em lại đặng đây em lại đặng. That's sashimi and seafood. I don't think it's bibimbap. I'm not sure. Ở đây nó bán làm 5 đồng một cái. Yeah, that's what I showed you. Yeah, this is sashimi and sushi. No bibimbap? No. Okay. It's fresh. Gọi đi cho tiền đi ra ăn anh ơi. Đi qua bibimbap. Thì kiếm bibimbap luôn á. Bibimbap thì nó quá. Okay. Trời, nó làm sẵn của anh, they put in the glass. Hay chứ. Mì gói lúc nào cũng nhiều quá anh á, mì gói á. Giờ mình đang kiếm món cơm cuộn để ăn tối. Excuse me. Yeah. That would be a side, right? Got the Korean side? Yeah. Yes. That would be that department, but we can help you as well. Yeah, they're looking for fresh or like packaged? Like packaged, like that you package. Like pre-made. Do you sell that here? We do. It is H-Mart. Gotta have it. Okay. Yeah, that's not my department. Oh, okay. Oh, sorry, I'll go. Yes.
That's the only thing about this place, they don't have it. Alright. So, nothing. Đồ ăn chơi nhưng mà không có mua đồ nấu ăn. Tại đó giờ mình không có đi chợ mua đồ ăn cho mình. Mình cũng không biết. Giờ chỉ mua đa số đồ ăn chơi, nước uống chơi. Giờ quay là biết mình mua những gì ha, để chút về khỏi nó. Oh my god. What the hell? Just because it has this face on it, Doraemon's face. Hi. Okay. Did I say anything bad earlier? I don't remember. How many bet you need? Enough to fit everything. $96.50. Ok, đi chợ xong rồi, bây giờ tụi mình sẽ